chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Quý vị thân mến, bên cạnh sức nóng về những suất ăn bán trú giá trên trời nhưng chất lượng dưới đất, thì trong thời gian gần đây, vụ việc một nhân viên phụ bếp dắp tâm bỏ thuốc trừ sâu vào khẩu phần ăn của học sinh cũng khiến dư luận khó kìm nén được sự bất bình, bức xúc. Đáng nói, nữ phụ bếp này lại chính là vợ của nguyên hiệu trưởng trường, đối tượng đang làm việc. Hành động vô nhân tính xuất phát từ chính lòng tham và sự ích kỷ, sự tư lợi cá nhân. Ngày 26 tháng 10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi, sinh năm 1984, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, là nhân viên hợp đồng của trường Trung học Phổ thông Chu Văn Thịnh về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Trước đó, ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Sơn tiếp nhận thông tin của trường Trung học Phổ thông Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn về việc trưa ngày 22 tháng 9, nhân viên nấu ăn của trường chuẩn bị chia khẩu phần ăn cho học sinh ăn bán trú thì phát hiện chậu đựng su su luộc có mùi lạ. Nghi có người bỏ chất độc hại, có mùi giống thuốc trừ sâu nên nhà trường đã không cho học sinh ăn su su luộc. Ngoài ra, cán bộ nhân viên nhà trường đã lấy một số mẫu thức ăn để bảo quản trong tủ lạnh, đồng thời trình báo sự việc đến công an. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Sơn đã tạm giữ Hà Thị Thi là nhân viên phụ bếp của nhà trường để điều tra làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Thi bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần được hỗ trợ cho học sinh. Do vậy, nữ phụ bếp đã nảy sinh ý định cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt rán, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường để làm cho các em bị ngộ độc, mục đích để trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm. Theo lời khai của Thi, ngày 13 tháng 9 trên đường đi chợ về, Thi đã vào đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật, mua 2 gói thuốc diệt rán, kiến và 1 lọ thuốc trừ sâu. Ngày 22 tháng 9, nhân viên nhà bếp gọt vỏ để sơ chế su su làm thức ăn cho học sinh. Lúc này, Thi nhận thấy đây là cơ hội thực hiện hành vi. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Thi vớt su su ra chậu rồi bỏ thuốc diệt kiến, rán, một ít thuốc trừ sâu vào và dùng hai tay trộn đảo su su. Trong quá trình chia khẩu phần ăn, do phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong món su su luộc, nên quản lý nhà bếp đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương và cơ quan công an. Quá trình khám xét nhà bị can Hà Thị Thi, lực lượng công an phát hiện thu giữ gói thuốc diệt kiến dán nhãn hiệu Ankill treo tại chuồng chim của gia đình đối tượng, về lọ thuốc trừ sâu đã được Thi đốt phi tang. Mặc dù đối tượng khai nhận do nghi ngờ nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và có sự cấu kết ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh, thế nhưng trên thực tế, thay vì làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền, thì người này lại nhẫn tâm lên kế hoạch đầu độc các em học sinh vô tội bằng thuốc trừ sâu và thuốc diệt rán. Đây là hành động mạo hiểm, gây nguy hiểm nghiêm trọng đặc biệt đến sức khỏe và tính mạng của tất cả học sinh trong trường. Những ngày đầu tiên sau khi sự việc bại lộ, dư luận không giấu được sự phẫn nộ trước hành vi đồi bại, vô nhân tính của đối tượng Hà Thị Thi. Rất nhiều người cho rằng đây là hành vi nguy hiểm, có khả năng tước đoạt mạng sống của các em học sinh. Câu hỏi được đặt ra lúc này, liệu hành vi cho thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh có thể căn cứ chuyển tội danh đối với nghi phạm này hay không? Trước đó, chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Trường Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La nhận báo cáo của trường Trung học Phổ thông Chu Văn Thịnh về việc thức ăn của hơn 400 học sinh ăn bán trú có mùi thuốc sâu. Sự việc được phát hiện kịp thời nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Qua xác minh tin báo, công an xác định Hà Thị Thi sinh năm 1984 ở xã Trường Ban là nghi phạm và bắt khẩn cấp người này về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Bà Thi là vợ của nguyên hiệu trưởng trường phổ thông trung học Chu Văn Thịnh, từng được giao phụ trách bếp ăn bán trú nhà trường. Sau khi chồng được điều chuyển công tác, việc phụ trách bếp ăn và nhập thực phẩm không còn thuộc thẩm quyền của bà Thi. Vì thế, người phụ nữ cho thuốc trừ sâu vào thức ăn cho học sinh. Theo dõi sự việc, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng cho phụ huynh học sinh nhà trường cũng như cộng đồng xã hội. Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy hành vi của người phụ nữ là rất nguy hiểm, táng tận lương tâm vì động cơ đê hèn và có thể làm mất mạng nhiều người. Bởi vậy, cơ quan điều tra bước đầu tạm giữ khẩn cấp người này là động thái cần thiết, có cơ sở và đúng pháp luật. Luật sư chỉ ra những vấn đề cần làm rõ để xác định trách nhiệm pháp lý đối với bà Thi. Việc cần làm sau khi tạm giữ bà Thi là giám định mẫu thức ăn để xác định độc tố trong loại thức ăn chính xác là gì, tính chất nguy hiểm tới đâu, trường hợp học sinh ăn phải có thể gây mất mạng người hay không. Ngoài ra cũng cần làm rõ nhận thức, động cơ, mục đích của người này, có hay không sự móc nối với những người khác để cùng thực hiện hành vi.
Từ đó, ông Cường đánh giá nếu lượng thuốc sâu trong thức ăn đủ để đoạt mạng người, nghi phạm ý thức được mức độ nguy hiểm của hành vi nhưng vẫn cố tình thực hiện, bỏ mặc hậu quả thiệt mạng người, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội đoạt mạng người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Còn dựa trên căn cứ hiện có, luật sư nhìn nhận việc Công an huyện Mai Sơn tạm giữ bà Thi về hành vi gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự là hợp lý, đúng quy trình. Nhìn nhận dưới góc độ của người từng tham gia nhiều vụ án với vai trò kiểm sát viên, luật sư Dương Đức Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, dưới góc độ tố tụng hình sự, việc Công an huyện Mai Sơn ra quyết định tạm giữ và bước đầu xác định hành vi của nghi phạm Thi là có cơ sở. Từ đó, các hoạt động điều tra sẽ tiếp tục được tiến hành nhằm củng cố hồ sơ, xác định chính xác trách nhiệm pháp lý của người phụ nữ này. Ông Thắng phân tích, hiện tại chưa thể khẳng định người phụ nữ này là phạm tội đoạt mạng người. Tuy nhiên, nhìn vào tính chất hành vi, có thể thấy đây là hành động hết sức nguy hiểm. Với một người có đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi, họ cần ý thức được rằng hành động này hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người khác. Do đó, dù bà Thi có chủ đích xâm phạm tính mạng của các em học sinh hay không, việc xem xét trách nhiệm hình sự với người này về tội đoạt mạng người là cần thiết và có cơ sở. Từ nhận định trên, luật sư cho rằng nếu bị cơ quan điều tra quy kết tội danh về tội đoạt mạng người, bà Thi có thể đối diện hàng loạt tình tiết, định khung hình phạt tại khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 như sát hại hai người trở lên, phạm tội vì động cơ đê hèn hoặc bằng phương pháp có khả năng làm tử vong nhiều người. Tuy nhiên, do sự việc được phát hiện kịp thời, hậu quả đáng tiếc chưa xảy ra, nên hành vi của nghi phạm sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Căn cứ vào Điều 15 và 57 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Nếu là tù có thời hạn thì mức phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Dù động cơ gây án có là gì đi chăng nữa, thế nhưng hành vi của nữ phụ bếp trên cũng không thể phủ nhận được sự độc ác, vô nhân tính của bản thân. Giả sử nếu quản lý bếp không kiểm tra bữa ăn ngày hôm đấy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào? Hy vọng lực lượng chức năng sẽ trừng trị nặng tay với đối tượng này nhằm răn đe, cảnh tỉnh cho tất cả các đối tượng hành xử nông cạn. Từ đó là bài học đắt giá cho tất cả các cơ sở giáo dục luôn thắt chặt khâu kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi cho học sinh sử dụng. Những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!